rồi anh em nhá. Hôm nay thì đêm tối hai anh em lại đang chuẩn bị lắp cái gương Hyundai các bạn nhá. Bỏ đi chi xui ra lắp con Hyundai HD 1000 vào. Nhìn cho nó rộng. Nhớ đi em, nhớ đi anh ơi, nhớ đi anh, tí nữa đi anh. Ok, xong anh ơi. Ok, đây các bạn biết là dòng này là dòng LQR 550. Thì hiện tại đây là gương nguyên bản trong xe này. Và thùng bệ em thì cơi nới rất là to. Thì bây giờ các bạn phải bỏ cái này ra và các bạn thay cái gương của Hyundai HD 1000 vào thì nó sẽ nhìn rộng hơn rất là nhiều luôn. Ok, rồi anh em mình sẽ tập trung làm và mình quay cho mọi người xem. Mình đang tháo cái gương và mình lắp cái gương của Hyundai HD 1000, gương bé gương to các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không, nhìn nét căng luôn. Rộng tha hồ luôn. Nó chỉnh được mặt nhá, chỉnh được mặt bên trong anh ạ, chỉnh được mặt bên trong. Chỉnh được mặt bên trong đấy anh ạ. Chỉnh được, tất cả đều chỉnh được hết mà em. Đấy. Đó, chỉnh được mặt bên trong luôn này các bạn này. Đấy, tất cả đều chỉnh được mặt. Chỉnh được hết chứ em. Đó, chỉnh được hết mặt các bạn nhé. Mặt chỉnh được 4 góc luôn, xoay các chiều luôn các bạn. Đó, led căng luôn. Gương này đảm bảo các bạn không bám nước mưa nhá. Bảo hành cho các bạn không bám nước mưa luôn. Đấy, các bạn thấy không? Em trai đang bật đèn nhìn trên xe. Đó, bạn đang ngồi lấy tư thế nhá. Rất là rộng các bạn nhìn này. Nó ăn đến tầm khoảng 15 gần 20 phân nồi ra ngoài. Càng đét luôn, xe em trai rất đẹp các bạn nhá. Lắp hoàn thiện ngon lành xong bắt đầu tí ốp mạ các bạn ạ. Ốp hết đồ mạ vào cho đẹp. Đây các bạn này. Ốp hết mạ xì này. Đó các bạn thấy không? Nét căng luôn. Đó các bạn thấy không? Đâu em? Đập vào, đập vào, đập mạnh không? Đập mạnh không? Đấy, ok. Đập mạnh là tí là được đấy. Thì các bạn đập cái cạch phát vào rồi là mới vào các bạn nhá. Đó, ok luôn. Cho anh nó bé xong ốp phát ra xong. Đó, các bạn có thể cầm tay đập mạnh phát vào là nó vào cựa ngay các bạn nhá. Đó. Nó in kit luôn. 100% là vừa kit các bạn nhá. Gương của Hyundai HD 1000 các bạn nhá. Led căng luôn. Đó các bạn thấy không? Ok chưa? Giờ mình ốp mạ các bạn nhá. Ốp mạ này, mình ốp mạ lên rồi đây là ốp mạ gương các bạn nhá. Đó, mạ gương chrome. Đấy, đây nha các bạn nhá. Con bên lái đây các bạn này. Đó. Con bên lái hàng L3 cái buồng các bạn nhá. L3 cái buồng xịn sò 100% luôn. Đấy các bạn đấy. Ô không em? Ô không? Có ô không? Rồi, hello anh em nhá. Cuối cùng đã xong nha các bạn nhá. Lắp cho em trai và bác Tài đây. Cái gương của Hyundai 1000 các bạn nhá. Con này thì phải nói các bạn là rất là rộng rồi. Các bạn nhìn hình dung là các bạn đầu xe bé và thân xe to thì các bạn hình dung là con này gương này nó đá như này thì các bạn ok chưa? Đây các bạn nhìn này, các bạn thấy ok chưa? Nó đá hết cái thùng xe này luôn các bạn nhá. Nó ra tầm khoảng mình nghĩ là ra cho cái gương cũ thì nó đến đây. Thì nó ra được tầm khoảng hơn 10 phân thì các bạn thấy đá hết cái xe. Đấy, xe của em trai thì rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, một trong những em khách quen này các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn đấy. Em ấy trang trí cái giải led này. Rồi đây bi cầu led lắp cho mình đây các bạn. Đó, bi cầu led này. Sao hồ sáng các bạn nhá. Rồi đèn gầm này các bạn này. Đấy, em ấy chơi mấy quả cái bàn bi này vào. Mấy quả con nhỏ nhỏ này rất là sáng. Lỗi chưa? Ok ok. Ok, thank you em. Hoàn thành chưa? Hoàn thành rồi đúng không? Ok, đây lấy mấy hồ này luôn đi. Bụng quá. Hay là cái này, người được không? Sợ to quá không? Đấy, mấy gương nguyên bản theo xe các bạn nhé. Ôi, nguy hiểm, úp mặt kia vào trong. Có một kích cái mặt vào vỗ. Đúng rồi. Ok. Đấy, như thế cho an toàn. Ngon đấy. Đấy, đây, tay gương cầu nọ mà hai anh em bắt này các bạn này, buổi tối này. Ok, chạy đi, còn dây của anh. Lên đây một tí là có đường quay luôn, không phải lên kia đâu. Ok. Rồi, rồi, mình sẽ quay các bạn qua, đít quay, đít xe các bạn nhé. Xe chạy đít đẹp, rất là đẹp luôn. Đây các bạn này, đít xe cực kỳ đẹp luôn này. Đây các bạn thấy không, đít xe các bạn rất là đẹp luôn. Anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Rồi, ok. Đấy, nhìn rộng hết xe luôn, mình quay cho các bạn xem
Cái xe di chuyển nha các bạn nhá. Ok, anh em xe rất nhiều luôn. Có anh em nhớ ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Các bạn nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô nhà nước nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Thank you anh em.